Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trong cái việc mà tập luyện nâng cao sức khỏe, thể dục thể thao. Trời ơi, gồng thấy mồ nội luôn mà cũng tạ 1kg, nãy giờ mới được 1 ghép thôi. Nhưng cái nhiệm vụ của chúng ta là phải lên tới 9.999 hiệp. Và hiện tại có rất là nhiều bạn đang xem video mà chưa nhấn nút đăng ký. Chỉ 1% người xem video của mình là đã ấn nút đăng ký. Nếu các bạn nằm trong 99% đấy thì các bạn có thể ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Ok, bây giờ là trọng tải là được 1kg nhưng mà hơi lâu nha. 2 cái rồi, sao lâu dữ vậy mấy? Ok, giờ tao ứng là hư nút luôn á. 3 này. Ok, chắc là phải đè nha. À cái này, mấy cái này ứng bơm vô cái cuối này, mấy cái cuối này. 4 cái này, trời ơi. Tôi đã gánh được 4kg rồi. 5 cái này. Ủa sao càng ngày càng chậm vậy? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp những cái điểm như là dumbbell. Là cái cục tạ của mình sẽ nặng hơn, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cái thời gian mà xong một hiệp nó sẽ nhanh hơn. Cái này là nó tự động luôn mọi người. Ok. Bên đây là nâng cấp tự động, còn bên đây là tăng số ký lên. Ui, sau này liệu mình có trở thành một người lực lưỡng hay không đây? Bây giờ tiếp tục nâng cấp này. Xong một hồi lên tạ thì cuối cùng tôi cũng đã lên được cục tạ 2kg rồi. Nói thiệt nha, mấy cục tạ mà từ 1 cho tới 5kg á là dành cho kiểu các chị em phụ nữ tập. Tại vì họ tập không phải là để có cơ mà là họ đốt mỡ hay là sau đó, nên họ chỉ cần tạ nhẹ thôi. Nhưng mà các anh trai lực lưỡng, lực sĩ thì cần mấy cục tạ như là tầm 30 trở lên, đấy, 20 trở lên. Mà bây giờ tôi có 2kg thôi mà tôi còn lên không nổi nữa. Tôi lên chậm chạp, tôi lên từ từ vậy nè. Nhưng mà bên cạnh đó, mình có thể mua được ăn protein để giúp mình gọi là gì ta, tăng cơ và tăng cưng nhanh hơn. Ở đây là tăng cơ nha mọi người. Ở đây là mình cần 11. Ôi. Đấy, bây giờ là ăn 2 cục thịt bò rồi. Liệu thịt bò nó giúp mình cái gì đây? Rồi, tiếp tục cày cho đến khi mà mình ăn thật là nhiều thịt bò và nâng những cái cục tạ lên. Và bên cạnh đó là nâng cái này. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta lên tạ nhanh hơn nha mọi người. Cái này nó kiểu cái thời gian mà giữa hai cái thời gian một hiệp hai hiệp á, nó sẽ rút ngắn lại và mình sẽ lên được nhiều tạ hơn. Ok, bây giờ tiếp tục tập thôi. Bắt đầu nó bơm bự ra một tí đó. Nãy như cầm bún vậy đó, cái bắp tay của tôi. Bây giờ được một tí rồi. Bây giờ tập tầm cỡ 1 tháng nữa thôi là xịn sò con bò liền. A few moments later. Mình đã lên được cục tạ 7kg rồi đó mọi người. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ mua bột phấn này. Kiểu các bạn có thấy mấy ông lực sĩ á, họ sẽ lấy bột phấn họ tay một cái và họ mới bắt đầu nâng tạ lên đúng không? Cái này sẽ giúp cho mình tăng thêm nhiều số lượng khi mà mình nâng tạ. Hiện tại mỗi lần mình ứng là mình sẽ tăng 1.42kg cơ. Tôi không nghĩ đây là 1.42kg cơ đâu. Và bên đây là mình sẽ học về cái kỹ thuật. Có nghĩa là học về mấy cái tư thế, mấy cái form. Yeah boy. Dáng đứng rồi mấy cái dáng cầm tay, cầm tạ như thế nào cho nó đúng chuẩn form. Rồi tập nó sẽ hiệu quả hơn. Bụp. Những là 1.42. Finger stand là hình như là mình ứng vô thì nó sẽ gặp nhanh hơn. Bây giờ mỗi lần là mình sẽ tăng 1 điểm, 1 rep. Tạ thì cứ bây giờ mình phải lên tới 329kg để mình lên tạ 8kg, 1.63 ha mọi người ạ. Rồi, bây giờ đã đến lúc tôi sẽ làm một bình protein shake nha. Đấy, uống protein vô. Các bạn có cảm giác là cái bắp tay tôi dừng nó bắt đầu hình như là nó to hơn một tí rồi đúng không? Bắt đầu nó bơm rồi đấy. Đấy, cũng sau vài ngày, vài tuần là bắt đầu nó bơm rồi. Và bây giờ mình lại tiếp tục phải cày. Cái này đúng form, đúng kỹ thuật nó sẽ nhân cái điểm chuẩn lên và mình sẽ gọi là dễ tập nó hiệu quả hơn mọi người. Bây giờ lại tiếp tục ứng cho nó hư cái nút luôn nè. Ok. Bây giờ chúng ta hãy tăng tạ lên để mình gọi là gì ta? Ủa cái gì vậy? Mới vừa hửi cái gì vậy? Hửi cái nói chung là mới hít cái chất mà gọi là không phải bột trắng mà mấy má công an bắt á. Hít cái đó để nó gọi là xâm nhập vô cái thần kinh kiểu chơi đồ á, giúp cho chúng ta tập một cách rất là điên cuồng và không mệt mỏi. Thì mình nhớ là có mấy cầu thủ hay là mấy tuyển thủ sẽ sử dụng cái đó. Nhưng mà mình nghĩ cái đó không được cho phép trong các cuộc thi đâu mọi người. Ui, hít một hơi mà tập dữ dội dữ vậy. Bây giờ tiếp theo là tập đúng kỹ thuật nữa nè. Rồi, bây giờ là mình sẽ tăng tạ lên. Đấy, bắt đầu tạ 10kg rồi, bắt đầu đẹp trai rồi đó mọi người. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là làm thêm một bình protein nữa. Bây giờ mỗi lần ứng là mình sẽ được 2kg.
Ok, 2kg mỗi giây vậy nè. Rồi bây giờ cứ nâng tạ là mình sẽ khỏe thôi mọi người ơi. Let's go. Sau một thời gian khá lâu cày cuốc thì các bạn có thể thấy được bắp tay của tôi bây giờ là vận động viên chuyên nghiệp rồi. Tại vì với cái bắp tay này không phải đơn giản mà để mà có được đâu. Nhưng chúng ta sẽ đụng tới một cái thứ mà anh em trong phòng tập khuyên là không nên sử dụng, tại vì nó rất là hại. Nhưng nó mang cho chúng ta một cái gọi là gì ta, một cái kết quả rất là tuyệt vời. Đổi lại thì nó sẽ rất là hại cho cơ thể của chúng ta. Đó là chích steroid vô. Rồi để mình chích thử coi. Ok. Ui. Chích xong một cái mà cái thanh phát triển nó gần đầy luôn rồi nè. Ồ, có nghĩa là chích cái đó xong là chúng ta sẽ lên rau 7 này. Sau khi lên rau 7 rồi chúng ta cần có thể làm được gì nữa? Point. Và bây giờ mình action. Cái này là AFK time cộng 1. Cái này chuyển sinh được à. Bây giờ mình sẽ nhận được 7 điểm. Nếu mà mình chuyển sinh về lại cái mức ban đầu để mình thử nha. Creatine là cái gì, các bạn đợi mình một tí. A few moments later. Creatine là một hợp chất hữu cơ có công thức CnCH2CO2H. Loại chất này tồn tại trong các biến đổi khác nhau trong dung dịch, được tìm thấy ở động vật có xương sống, mấy cái creatine á, nơi nó tạo điều kiện tái chế cái adenosine triphosphate. Trời ơi, mấy cái từ hóa học không. Đấy, nhưng mà nó giúp cho chúng ta có công dụng gì? Tác dụng của nó là được thúc đẩy cái sự tăng gọi là thúc đẩy cái sức mạnh của cơ bắp của chúng ta này, cải thiện chức năng não bộ này, tăng cường sức khỏe là nói chung. Mà mình nghĩ cái này cũng ok, nếu mà làm một muỗng nó cũng khá là giống một muỗng protein vậy đó mọi người. Ui, các bạn nhìn cái cục cơ của tôi kìa. Ui, nó giống như trái xoài vậy đó mọi người, hay là giống như trái chuối á. Bây giờ mình sẽ action nữa coi. Ok, chuyển sinh mức tối đa là 37kg tạ đúng không? Gì chậm như vậy? Bây giờ mình lại trở thành một thằng dinh dưỡng ốm nhôm các kiểu rồi lại tiếp tục tập luyện, lại tiếp tục chuyển sinh như vậy cho đến khi mà cái bắp tay của tôi nó thuộc dạng kiểu tầm cỡ vũ trụ á. Cái bắp tay của tôi bằng cỡ một cái cặp đùi của một ai đó kiểu vậy. Ok. Và bây giờ mỗi một giây lên mình sẽ được 5 rep mọi người ạ. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà mình cảm giác là mỗi lần lên là mình được 18 rep. Ở đây mình có tận 3000 mấy lần. Bây giờ mình sẽ nâng thật là nhiều vô cái này. Mình đã lên tới cục tạ 70 mấy ký. Tôi nói thiệt nha, ở ngoài đời ai mà gánh được một cục tạ đơn mà 70 mấy ký, người đó cũng gọi là cái gì ta, chuyên nghiệp trở lên không ấy chứ. Bất đồ ê, chơi đồ. Lên đi em ơi. Có những người bị nghiện cơ á mọi người, họ sẽ cảm thấy là chưa có đủ, mình cần phải bự hơn nữa. Thì nhiều người sẽ không thích bự hơn, nhiều người thích kiểu cân đối nhưng mà lại đẹp là được. Còn nhiều người sẽ muốn gọi là bự hơn nữa, càng bự là phải cắt lại càng đẹp, kiểu đi cắt cơ rồi đi chẻ cơ cái kiểu cho nó đẹp. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là bây giờ mình đang rất là bự rồi. Lại một lần nữa, một lát mình sẽ cho các bạn xem những cái cục tạ nặng hơn. A few moments later. Mình đã tích đủ điểm. Đố các bạn mình sẽ muốn nâng cấp cái gì đây? Trong hàng ngàn nâng cấp thì trong cái đống này thì mình sẽ chọn cái nâng cấp này. Nó sẽ giúp cho mình có thêm một cánh tay. Cái này không biết nha, lỡ mua ngu là coi như mất tiền vậy đó. Boom. Và là mình đã có 2 cánh tay rồi. Và bây giờ mình nâng tạ một lần 2 là có nghĩa là kết quả một lần mình sẽ được gấp đôi mọi người ạ. Liệu cánh tay tiếp theo nó sẽ tốt 50 điểm, oh my god. Nhưng mà lại tuyệt vời nha. Ui, một lát tôi sẽ trở thành 4 cánh tay. Nghĩa là mình sẽ trở thành một người như thế nào nhờ. Nói chung là 4 cánh tay rất là xịn sò đấy mọi người. Let's go. Bây giờ mình có một đôi tay rồi nè. Một cặp tay rồi đấy. Hai cánh tay là ngon lành rồi. Bây giờ nâng là mình sẽ được gấp đôi. Đấy, mọi hiệu quả cũng đều được gấp đôi mọi người ạ. Boy. Và bây giờ, ui, tôi có 3 cánh tay rồi nhưng mà nó hơi kỳ nha. Đáng lẽ là phải thêm một cánh tay nữa. Thôi thì 100 điểm để mình có thêm một cánh tay nữa. Ngại gì mà không chơi. Còn bây giờ thì những cái điểm mình dư mình sẽ bắt đầu phân bổ cho những cái thứ này nha. Extra. Bây giờ tôi không biết được cái gì cả, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ nâng 2 cái này trước. Xong rồi. À, mình biết 2 cái điểm này là gì rồi. Các bạn biết muối không? Muối mà khi mà
hít vô cái chúng ta sẽ tập sung hơn á, thì ở đây chắc nó gọi là muối á mọi người. Nhưng mà thôi, tôi không có hít ba cái đó đâu. Ok, và bây giờ chúng ta có ba cánh tay rồi nè. Một lần lên là 3 kg nè. Ui rồi nó cộng một lần mười mấy điểm luôn. Ok, sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cố gắng lấy ngón tay cánh tay cuối cùng. Lấy cánh tay cuối cùng và mình sẽ trở thành Spider-Man. A few moments later. Cuối cùng thì 4 cánh tay của chúng ta đều hoạt động hết sức là năng suất luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ nâng tạ lên này. Rồi là mình nâng cái này lên này. Ui, 60 mấy ký. Hồi nãy là mình lên tới gần hồi nãy là cái điểm đỉnh điểm là mình ngồi mình cày tới gánh một lần là 1000 ký. Nhưng mà vấn đề là tôi không hiểu là tại sao cái bắp tay nó không tiến hóa nữa. Tôi phải làm cho cái bắp tay kiểu nó hình dạng quái vật nó mới xịn. Nhưng mà hình như là tới đây là nó mát rồi mọi người. Và mình đã săn được 23 điểm Rose. Rồi, bây giờ là cứ chuyển sinh và chúng ta cứ nâng như cái này. Thì càng ngày thì mình càng sẽ gọi là càng ngày càng mạnh thêm. Cứ chuyển sinh cái là nó lên tới đây. Các bạn thấy không? Mình mới vừa chuyển sinh mà nó lên 24 rồi. Bây giờ lấy điểm rất là nhanh luôn mọi người. Tập trung nâng cái này cho nó tự động tập này. Ôi, rồi thêm quả tạ 1000 ký ở đây. Ui giời ơi. Rồi mình mua thêm bột này. Rồi tập thêm cái kỹ thuật đúng chuẩn phơm. Và bây giờ mình đã gặp được 9.999.999 cái. Trời ơi, tạ đơn bây giờ mấy cục tạ 1000 ký nó đè chết người á. Các bạn nghĩ sao mà một cái tay người bình thường mà gánh được một cục tạ 1 tấn hả mọi người? Cái này chỉ có gọi là quái vật hay là vô lý thôi à. Ok, và cái con số này nó vẫn đang tiếp tục tăng. Và tiền, ui coi nó kìa, bây giờ là hacker lỏ luôn rồi. Ok, vậy thì cuối cùng mình cũng đã thành công và trở thành người mạnh nhất thế giới. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.